Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em kích thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên cho phép được xin gọi là cảm ơn và là chúc sức khỏe chân thành đến quý toàn thể anh em kích thủ gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp nha. Chúc tất cả anh em luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài nha anh em. Và cũng như thường lệ, tiếp theo những video và những con máy trước bên em ha, là hôm nay cũng không phụ lòng chờ đợi của anh em, là hôm nay cũng lên video và trả hàng ba con máy cho ba anh em kích thủ tiếp theo bên em ha. Thì đơn hàng thứ nhất là của anh Hiếu, khách hàng Cần Thơ ha, là con máy kích nóng lạnh điện tử 18 phép lớn, chạy 1 phần bâm đây nha anh em ha. Còn đơn hàng thứ hai là của anh Thi, khách hàng ở An Giang, là máy kích nóng lạnh điện tử 18 phép lớn, chạy 2 phần bâm độc lập, là cái mẫu số 2 bên em ha. Đây là con này. Rồi còn đơn hàng thứ ba là của anh em kích thủ ở Trà Vinh, anh Đông ha, khách hàng ở Trà Vinh, là con máy kích nóng lạnh điện tử 18 phép lớn, chạy 2 phần bâm độc lập, 8 chế độ ha, là cái mẫu số 3. Thì sẵn đây trên video này có 3 mẫu bên em luôn ha. Thì đúng hiện tại bên em đang ra 3 mẫu, thì cũng trùng hợp là trên 3 anh em này là chọn đúng 3 cái mẫu bên em luôn. Sẵn video này thì sẵn giới thiệu cho anh em là chi tiết nè, tham khảo từng mẫu, rồi tùy vào điều kiện và nhu cầu của anh em mình, có thể anh em mình chọn con máy cho nó phù hợp ha. Thì mẫu thứ nhất là chạy 1 phần bấm độc lập, đây của anh Hiếu ở Cần Thơ ha. Rồi bây giờ xin giới thiệu chi tiết hơn cho anh em mình đây ha. Thì mặt trước em ghi ký hiệu rất rõ ràng hết rồi anh em, là cũng như là con máy này thì có vợt nè, mát nè, hai cọc khác màu ha, còn cùng màu thì là cọ bóp nè, đây cũng vậy luôn đó nha. Đó. Còn cái mẫu số 1 là chạy 1 phần bâm, tuy nhiên là cái mẫu này thì có chế độ là như sau, như là thả lạnh cá tổng hợp, thả cá chạch, và có hai chế độ chích một vợt cho anh em mình luôn, đánh lì và đánh bâm. Nhưng mà cái mẫu số 1 này bên hệ chích một vợt là nó kén cá rô phi, là tuy nhiên là không ăn được cá rô phi ha, nói cho anh em dễ hiểu đó. Thì anh em có nhu cầu mà chích một vợt mà không ăn cá rô phi thì anh em có thể chọn cái con máy này, thì giá nó sẽ rẻ hơn hai cái mẫu này ha, rẻ hơn mẫu số 2 và mẫu số 3 đó. Còn mẫu số 2 là mẫu này, mẫu chạy 2 phần bấm độc lập, mà mẫu này là 4 chế độ ha, 4 chế độ cho anh em mình, tất nhiên là vừa chích một vợt và có thả lạnh. Thì bên hệ chích một vợt, cái phần này thì có cái thêm phần bâm cho anh em mình, thêm một phần bâm cách ly cho anh em mình chích một vợt, là bên đây thì có chế độ đánh lì đánh bâm, là anh em có thể đánh được cá rô phi luôn ha. Còn bên đây là bên thả lạnh cá tổng hợp, thì em không mở chế độ bên chích bên đây, em chỉ mở chế độ cho anh em mình thả lạnh với thả cá chạch thôi. Nó tất nhiên là con máy này có thể làm cho anh em mình là 4 chế độ ha. Rồi chung là máy nào cũng có cả hai cấp áp hết, cho anh em phù hợp với cái nhu cầu điều kiện, cái nguồn nước của anh em mình, có thể mình cân chỉnh cho nó tương thích với nguồn nước ha. Còn đây là mẫu số 3, là cái mẫu mới nhất hiện tại bên em, là mẫu 8 chế độ ha, cho anh em nào thích đam mê nhiều chế độ, hết bọc vạch thì anh em có thể chọn con máy này, dành cho những anh em là am hiểu về máy điện tử ha, anh em có thể cân chỉnh nên nó dễ hơn. Còn anh em là thích đơn giản và cái giá thành nó phù hợp với điều kiện của anh em mình thì anh em có thể là chọn mẫu số 2 hoặc mẫu số 1 ha. Thì giá máy em sẽ công bố vào cuối video cho anh em mình tham khảo ha. Đây thì con này thì nó là mẫu số 3, là 8 chế độ, thì cũng như là những con như là hai con máy này, thì cũng có vợt là mát ha, nó thì có công tắc tổng luôn, anh em chuyển qua thả lạnh hoặc chuyển qua chích nóng. Thì bên hệ chích nóng này trên đây em cấy cái bo cho anh em là chạy bằng chip 6 chế độ cho anh em mình ha. Đó, căn chỉnh bên đây. Còn bên đây là có hai chế độ nè, giống như con mẫu số 2 thì cũng có thả lạnh với tổng hợp với thả cá chạch. Có tần số làm dấu chuẩn cho anh em hết rồi ha, có ký hiệu đầy đủ. Rồi đồng hồ hiển thị chung ha. Thì hiển thị cho hai bo luôn nha. Đó, cái này cũng vậy luôn, hiển thị cho tần số, hiển thị cho hai bo luôn. Còn cái này thì một bo thì hiển thị cho tần số ở đây ha. Rồi cũng không làm mất thời gian của anh em, thì xin test từng con máy và hướng dẫn chi cụ thể hơn xíu nữa cho anh em mình tham khảo luôn ha. Đó, thì anh em mình thích nhiều chế độ nè thì có thể chọn mẫu này đó. Còn đơn giản hơn chút xíu nữa thì có thể chọn mẫu số 2 và mẫu số 1, và đơn giản nhất ha.
Thì mẫu số 3 này vẫn đánh được các rô phi nha anh em, bên hệ chích đánh được rô phi luôn ha. Mẫu số 2, số 3 đều đánh được rô phi cho anh em mình bên hệ một vợt luôn ha. Và cái còn thả đạnh thì bên hệ bên con máy nào cũng đánh được cá rô phi hết ha. Bên phần thả đạnh có cá tổng hợp á, rô phi vẫn lên cho anh em mình ha. Thì có những anh em phản hồi lại có video đó, em có đăng lên cho anh em tham khảo đó. Đó là cái video thực tế đó, là anh em thử sử dụng qua thì thả lạnh cá tổng hợp ha. Rồi bây giờ xin test từng con máy cho anh em mình nắm ha, cho nó chi tiết hơn. Thì đối với ba con máy này đều có chế độ auto quạt gió hết cho anh em mình ha. Thì sau khi bóp cò thì quạt gió nó sẽ hoạt động đó, và hỗ trợ cho anh em mình là xứng đáng với con giá trị của con máy ha. Là hỗ trợ cho anh em một cái kẹp đồng, nó kẹp đồng nguyên chất ha. Anh em để 500 mình sẽ không hít nha. Thì dây kẹp đỏ là cộng ha, còn dây màu vàng kẹp đen này là trừ đó. Rồi bây giờ test máy cho anh em mình nắm luôn ha. Rồi thì sẵn em quay cái hướng camera như thế này cho các cái góc nhìn thế này cho anh em mình thấy được cái mặt trước máy luôn nè. Rồi để em chìm cái mặt máy ngóc cốc lên đây anh em mình hình dung dễ thấy ha. Thì trước khi sử dụng máy anh em, thì đối với máy điện tử bên em kể như cả máy nhỏ nhất và đến máy lớn nhất, thì trước khi sử dụng máy á thì anh em á khởi động máy trước giùm em ha, bằng cách mình bóp cò nè, một cái hoặc hai cái cũng được ha, để cho con máy nó điện nó nạp vào tụ lọc nguồn tụ bơm đầy đủ ha. Lúc đó máy sử dụng nó bền bỉ nha anh em. Thì bên em này cái nào hay em thấy hay làm chia sẻ ra cho anh em ha, anh em tham khảo, mà anh em thấy hay anh em có thể thấy phù hợp anh em có thể áp dụng ha. Còn sau khi mình gỡ kẹp ra, cho dù kẹp thuận hay kẹp nghịch, thì sau khi gỡ kẹp anh em cứ chập hai kẹp lại, nếu nó có tụ điện ngậm trong kẹp, ngậm trong tụ á, thì hai cái kẹp nó tự xả ra hết cho anh em mình, tránh hiện tượng mà anh em chập hai kẹp lại cái anh em giật mình ha. Rồi đây là cái mẫu số 1 là kích nóng lạnh điện tử 18 feet lớn ha. Nói chung là 18 feet lớn là tương đương với là 36 feet nhỏ nha nè ha. Thì máy bên em làm chạy feet lớn, chạy công suất lớn cho anh em mình ha. Đó, này là máy công suất lớn hết nha, cho anh em đánh xong kênh rạch nhỏ đến đánh xong xong cái được luôn ha. Thì dòng này là chuyên đánh nước ngọt hết nha anh em, ba con máy này đều đánh nước ngọt ha, ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, còn nhiễm tạp chất ha. Rồi bây giờ test sơ lược máy để cho anh em được nắm nè. Thì do giờ mình đánh chế độ đánh lì ha, đây là bật đó chế độ đánh lì nè, đây đó tăng giảm tần số nha, đây đó. Nói chung ở đây tần số nó thấp nên là chích cá thì nó cá đồng, cá lóc, cá trắng cho anh em mình là nó đẹp, nhưng mà nó kén cá rô phi là ở điểm đó ha. Rồi đánh trọn sung ha, trọn sung mà bên hệ chích một vợt đây đó, tăng giảm tần số ha. Rồi test bên hệ thả lạnh cá tổng hợp nha nè, bật qua số 3 ha. Đó làm cái quạch chuẩn cho anh em mình rồi, em chỉ cần chuyển đúng cái quạch chuẩn là mình sử dụng thôi. Còn cái video mà chia sẻ chi tiết hơn cho anh em mình căn chỉnh tần số như thế nào để ăn cá, em sẽ chia sẻ riêng cho anh em mình, cho những anh em mua máy ha. Còn những trên đây thì em chỉ chia sẻ chung chung thôi, cũng mong anh em thông cảm giùm em ha. Nói chung thì có cái gì đó thì cũng có một cái riêng tư ha, nhất định cho anh em mình, cho anh em mình sử dụng ha. Còn trên đây thì chia sẻ chung chung thôi ha. Còn những cái nào mà đặc biệt riêng tư thì cho em xin phép bật chế độ riêng tư ha, là cho những anh em mua máy thôi, cũng như là kỹ thuật thả cáp, kỹ thuật bố trí cáp, cách căn chỉnh tần số ha. Rồi mong anh em thông cảm cái vấn đề, những cái vấn đề này không thể chia sẻ ha. Còn cái nào chia sẻ được em sẽ chia sẻ cho anh em hết mình ha. Rồi thì bây giờ test bên hệ cánh cá chạch nha nè ha. Đây cho anh em mình chuyên đánh cá chạch ha, cho những anh em nào có vùng mình có cá chạch này có thể áp dụng vào chế độ này, nó tăng giảm tần số ha.
Thì máy thì có chế độ auto bật gió, thì theo cái con máy như thế này thì em đã canh thời gian nhất định của con máy là thời gian khoảng 2 phút là sẽ tự động ngắt cái quạt gió ha, thì cho đủ cái độ làm mát cho con máy ha. Rồi, mẫu thứ nhất em đã test xong nha anh em. Mẫu này mẫu là 18 phép đến chạy 1 bằng băm ha, chiên kích nóng lạnh điện tử ha. Mẫu này mẫu là số 1, nên chung đặt tên số 1 cho anh em mình dễ hiểu ha. Nói chung anh em đặt máy anh em nói mẫu nào là em sẽ nói giá cho anh em liền ha, là biết mẫu nào anh em là chọn mẫu nào rồi đó. Thì cái công năng của nó là em đã giới thiệu cho anh em rồi ha. Rồi bây giờ xin test cái mẫu số 2 ha, cũng là 18 phép nhưng mà nó là đặt tên nó mẫu số 2 tại vì là nó có cái thêm một cái phần băm cho anh em chích một vợt ăn được cá rô phi ha. Thì anh em nào xem video á, thấy thích, có yêu quý thì đừng quên bấm đăng ký, chia sẻ kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha, có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cao để phục vụ đến tay anh em tích thủ mình ha. Rồi anh em nhìn thấy rõ mặt máy ha. Rồi em lắp dây cò bóp vào. Mẫu này mẫu số 2 nha anh em. Thì bên thả lạnh của nó thì đây thì có thả lạnh cá tổng hợp với thả lạnh chuyên hệ cá chạch ha. Còn chích nóng là bên chuyên hệ chích nóng có chế độ đánh lì và đánh băm sung trọng sung, có nút chỉnh băm sung sung dày sung mỏng ha. Còn đây là chỉnh tần số, còn đây là chỉnh tần số bên thả lạnh cái tổng hợp ha. Thì cái này là giống như hai con máy trong một máy ha. Thì anh em muốn bật qua nóng chỉnh ba chích nóng thì chỉnh ba thằng này thôi. Đó, còn thả lạnh là chỉnh ba cái nút bên đây ha. Thì nó riêng biệt hết, anh em xài bên nào xài chỉnh bên đó. Bên kia không liên quan gì hết ha. Còn tần số là thì nó báo cho hai bo luôn. Anh em xài bên nào thì nó báo trên bo bên đó cho anh em mình. Còn ở dưới này cấp áp ha, 110-220 tùy vào cái nguồn nước anh em có thể áp dụng, đó là chia sẻ riêng cho video cho anh em mình ha. Rồi chung là cũng làm không mình làm mất thời gian của anh em mình, là mình chiên mình test bình hệ chích nóng trước nha. Đây hệ chích nóng có hai chế độ đánh lì đánh băm, anh test đánh lì trước đây đó, anh em thấy khác này không, bên chích nóng này tần số nó cao là ăn rô phi rất ngọt cho anh em mình ha. Đây bao anh em cá nó đẹp ha, bao đô phi luôn. Rồi chuyển qua trộn sung nha. Đây thì trộn sung mình có nút màu vàng là chỉnh nè, sung rộng sung hẹp nè, sung dày sung thưa cho anh em mình nha. Đó tùy cơ ứng biến đó em chưa. Còn đây tần số chỉnh mạnh yếu ha. Đây rồi bên hồng chích nóng thì khá đơn giản ha. Rồi bây giờ chuyển qua hệ đánh thả lạnh cá tổng hợp nha. Đó thì đây là thể là thả lạnh cá tổng hợp đó, cho anh em mình sử dụng ha. Thì mà anh em cảm nhận cái chất lượng âm thanh của con máy như thế nào ha, nếu anh em chuyên nghiệp là nghe tiếng máy là nó biết khỏe hay không rồi anh em ha. Còn anh em muốn hiệu quả thì bên phần phản hồi á, phần những video anh em phản hồi lại đó, đó là bằng phản hồi thực tế đó ha. Anh em có thể tham khảo vào đó, vào trang YouTube hoặc là các bạn nhà đồ với em ha, mình sẽ có video cho anh em mình xem tham khảo ha. Rồi chuyển lên hệ đánh cá chạch nha anh em. Đây cho anh em mình chiên đánh cá chạch ha. Rồi mẫu số 2 em đã test xong nha. Rồi, anh em cảm thấy có yêu quý mẫu nào, cảm thấy thích phù hợp với nhu cầu điều kiện của mình đó, thì anh em cứ chọn mẫu ha. Khi muốn đặt máy thì cứ alo, em sẽ báo giá cho anh em chi tiết hơn đó. Còn trên đây thì cuối video này em sẽ
công bố cái giá mà tham khảo cho anh em mình ha. Thì hỗ trợ cho anh em mình là cái dây cò đạp chân ha. Trong đó với những con máy này hỗ trợ cho anh em mình dây cò đạp chân là dài 3m và 4m tùy vào cái nhu cầu của anh em mình ha. Thì lúc mà đặt máy anh em có thể yêu cầu làm dây dài hoặc ngắn thì tùy tỷ của anh em mình ha. Rồi bây giờ test cái mẫu mới nhất hiện tại bên em nha nè, mẫu kích nóng lạnh điện tử 18 feet lớn ha, 8 chế độ ha. Thì mẫu này cho anh em nào thích bọc mạch nè, thích nhiều chế độ, đam mê nhiều chế độ thì anh em áp dụng con máy này. Rồi bây giờ em xin lắp cái điện vào và sau đó là hướng dẫn cho anh em mình cách sử dụng ha, và test máy cho anh em tham khảo luôn. Thì lúc anh em mua máy á thì em có anh em nếu biết làm cáp thì thôi ha, còn còn nếu biết làm cáp á thì em sẽ chia sẻ cho anh em cách bố trí cáp cho anh em mình tự làm. Còn em nào không có điều kiện làm cáp thì nếu đặt em sẽ làm cáp riêng cho anh em mình luôn ha. Thì cũng như là đây có ba máy nhưng mà có hai anh em làm hai bộ cáp ha, còn anh kia thì anh tự làm được. Rồi giờ mình test bên hệ cái bo thứ nhất trước nha nè, là cái bo bên thả lạnh mặc định ha. Giờ mình test bên hệ thả lạnh có tổng hợp trước nha. Đây ha, tăng giảm tần số ha, tùy vào cái mực nước nè, mực cá anh em mình chỉnh tăng tần số khác nhau cho nó phù hợp với nhu cầu điều kiện mặt cá mình, cho ta cá nó đẹp ha. Rồi đến test bình hệ thả lạnh cá tông, thả lạnh bình hệ cá chạch ha. Đây này là bình hệ cá chạch nha anh em. Rồi mình dùng những cái dùng nào anh em nếu không có chạch thì mình áp dụng hệ đánh cá tổng hợp ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua bên cái chữ nóng nè, là mình xài cái bo bên đây là 6 chế độ ha. Thì 6 chế độ ở đây là nó có 6 chế độ luân phiên, 1 2 3 4 5 6. Thì anh em thì mình muốn chuyển chế độ thì mình giữ cò bóp ha, mình giữ cò bóp là mình tắt cái nút màu xanh này, là mình mở lên là chuyển vào thêm một chế độ ha, nó đi luân phiên xe dòng là 6 chế độ ha, 1 2 3 4 5 6. Rồi mình chuyển thêm một lần nữa thì chuyển bắt đầu loại số 1 nha, để mình chuyển lại chế độ đầu tiên cho anh em mình ha. Đây là chế độ đánh lì, chế độ đầu tiên ha. Thì nó là có chế độ nhớ luôn nha anh em đánh chế độ bất kỳ nào đó thì sau khi mình sử dụng cái lần tiếp theo thì nó vẫn nhớ chế độ đó cho mình ha, không cần phải cần chỉnh lại. Đây là chiên chích một vợt cái bên hệ chích nóng ha. Đây đánh lì nha. Trời muốn đánh trọng xung ha, trọng xung NE555 nè. Đây ha, tăng giảm là mình chế độ này là mình chỉnh nhanh chậm được luôn nha anh em, chứ không phải là để mình chuyển không đâu ha. Nó chuyển xong rồi thì nó là nó nhiệm vụ của nó tiếp theo là chỉnh đó, chỉnh nhịp xung nhanh chậm đó ha, tăng giảm tần số nè ha. Rồi chuyển thêm một chế độ nữa ha, đây là chế độ số 4 ha. Đó. Cho anh em thả cáp ha, rồi chuyển qua chế độ số 5 nè. Đó, tăng giảm tần số ha.
Rồi chỉ thêm một chế độ nữa nha anh em, cái cò bóp nó giữ nha. Đây. Đây, đó ha. Đó, giờ bây giờ mình chuyển cho anh em mình nắm kỹ hơn nè, chuyển hơi nhanh nhanh chút xíu ha. Nè. Giờ bắt đầu đang chế độ số 6 ha. Chuyển nè. Tắt, mở. Đây, đánh lì. Là chuyển một chế độ nữa nè. Đây, chọn xung N555 ha. Rồi chuyển ra chọn xung 4047 nha. Đây. Đó. Đây là chọn xung 4047. Rồi chuyển thêm một chế độ là chọn xung đa bật. Đây. Đó, chuyển thêm một chế độ nữa nè. Đó, đây là chế độ số 5 ha. Chuyển cái nữa nè. Chế độ số 6 ha. Rồi. Mình chuyển lần nữa là chế độ mặc định là đầu tiên. Đây. Đó, nó luôn phiên vậy nha anh em ha. Thì nó chế độ nhớ chế độ bất kỳ luôn, anh em đều đang đánh ở chế độ số 5 số 6 vậy, thí dụ vậy đi là anh ấy nè, là nó tự nhớ sau khi thời gian sau sử dụng ha. Nè, đó, rồi để cho em mình dễ thấy ha, để chế độ này đi vậy nha. Đó nè, anh em để cái tiếng bông của nó ha, tiếng nhịp nè. Đây, nhịp nhanh chậm được luôn nha anh em ha. Nè, nó tăng giảm đoàn số, rồi mình thử coi nó nhớ hay không ha. Nè anh em để cái tiếng nè. Rồi giờ em tháo kẹp bình ra đó. Đó rồi máy nó xả điện hết rồi ha. Rồi bây giờ mình thử lại lần nữa coi nó có nhớ chế độ đó không ha. Đây, nó vẫn nhớ nha anh em. Đó ha. Nè. Rồi, ok ha. Thì máy của anh em mình đã test hoàn thiện hết ha. Tất cả các tính năng và của ba con máy đều hoạt động bình thường và sẵn sàng đóng gói trả hàng cho ba anh em mình ha. Rồi, những anh em nào có yêu quý muốn tham khảo thì cứ nhắc máy lên chọn mẫu máy phù hợp với được cầu điều kiện của anh em mình ha. Thì ba con máy này thì nói chung bên em bán máy là bán chất lượng, bán giá trị máy, không bán máy đếm con tính tiền nha anh em. Quan trọng là cái công suất máy đạt như thế nào thôi ha, chứ không có phải đếm con nhiều bán nhiều, con ít bán ít ha. Đó là không phải là máy bán đếm phết nha anh em. Em bán giá trị chất lượng máy và cái độ hiệu quả của máy ha. Đó. Thì ba mẫu máy này thì nó có giá là cái mẫu số 1 thì giá nó là trên 5 triệu cho anh em mình ha. Đó. Tùy vào cái nhu cầu và cái nguồn nước, cấu hình cái và cái thực đánh của anh em mình. Đó, và cái nó có cái giá khác nhau. Nói chung là giá là trên 5 triệu đối với cái mẫu 1 này ha, cho anh em mình giá tham khảo ha. Còn cần chi tiết hơn cứ alo trực tiếp cho em. Đó. Còn hai mẫu còn lại là trên 6 triệu ha, cho anh em mình. Rồi thì nói chung là đã hoàn thiện hết ba con máy của anh em mình ha. Em cũng xin tạm dừng video tại đây nha anh em. Nó còn cái bộ cáp của anh em mình nè, đã làm hoàn thiện hết rồi. Cũng nằm phía bên này. Đó. Cáp với cọ đập chân ha, đó là hoàn thiện hết. Rồi sau video sẽ đóng gói chung máy luôn ha. Đó, anh em có nhu cầu thì mua máy hoặc là mua cáp thì em sẽ chung là mua máy bên em mới bán cáp được nha anh em, mới biết cách là bố trí cáp và kỹ thuật làm cáp như thế nào ha. Còn những máy chỗ khác thì em không có biết người ta làm máy như thế nào nên không có bán cáp lẻ ha, bán cáp máy gì. Ai mua máy bên em sẽ làm cáp thôi ha. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì trước khi kết thúc video em cũng có đôi lời gửi chúc sức khỏe đến đầu tiên là gia đình của ba anh em, ba chủ nhân con máy này ha. Chúc gia đình của ba anh và toàn thể những anh em kích thủ trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ những dòng sản phẩm bên em. Chúc tất cả anh em chúng ta luôn luôn có sức khỏe dồi dào và làm ăn phát tài hết nha. Rồi những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ đặt bên em cũng đang cố gắng hoàn thiện để tiếp tục trả đơn hàng cho anh em ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo bên em nha.